Các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Đố Vui Giải Trí của Bồng Minh rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đố vui về quả. Nào, hãy cùng bắt đầu nha. Nhưng trước tiên, hãy dành tặng cho Bồng Minh một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của Bồng Minh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào. 1. Quả gì lắm muối nhiều khe, anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài? Các bạn ơi, các bạn có đoán ra được đáp án chính là quả khế không nào? Ngay lúc này có ai đang thèm hương vị của một quả khế không nào? Chúng ta hãy cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 nha. Quả gì hạt chứa màn đêm, ruột da khi chín chứa thêm mặt trời? Nào nào các bạn, chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem đây là loại quả gì nha. Và đáp án chính xác của câu hỏi này chính là quả gấc. Mọi người ơi, mọi người có đoán ra được loại quả này không? Công dụng của quả gấc chính là làm cho những món ăn có màu sắc thật đẹp và ngon hơn đó các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án chính xác này nha. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3 nào. Quả gì trong bụng toàn hơi, bạn cùng săn cỏ luôn buồn vui chân người? Và đáp án chính là quả bóng nha các bạn. Ở đây có bạn nào thích chơi đá bóng không? Hãy giơ tay cho mình biết nha. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi số 4 nào. Quả gì khi chín đen thui, gọi đầu dùng nó nước mùi thơm xa? Mọi người ơi, hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được quả bồ kết. Dành tặng các bạn một tràng vỗ tay thật lớn vì sự thông minh này nè. Hãy cùng tiếp tục với câu hỏi số 5 nha. Quả gì gợi nhớ mẹ ta, khi ăn bạn nhớ phải xoa cho mềm? Nào nào các bạn, hãy cùng suy nghĩ đáp án nha. Các bạn ơi, các bạn có đoán ra được đáp án của câu hỏi này chính là quả vú sữa không? Trời ơi, hương vị của quả vú sữa thì thật sự rất ngon và ngọt đó các bạn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Quả gì sừng sững ngàn năm, nuôi cây dưỡng thú, hiên ngang giữa trời? Nào nào, các bạn ơi, các bạn hãy cùng suy nghĩ về câu hỏi này nha. Đáp án của câu hỏi này chính là quả núi. Có bạn nào đoán đúng được đáp án này không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 7 nha. Gia cốc mà bọc bột lọc mà bọc hòn son. Đố các bạn, đây chính là quả gì? Xin chúc mừng các bạn đã đoán ra được đây chính là quả vải nha. Có vẻ là hơi khó phải không nào? Các bạn ơi, các bạn hãy nêu lên cảm nghĩ của mình khi tham gia vào những trò chơi của Đố Vui Nhanh Trí nha. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ kênh cho bọn mình. Và hãy nhớ luôn luôn dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.